Đi nha. Chưa đầy một phút luôn là xe của mấy ổng cảnh sát nè, còn thêm hai xe của mấy anh tiếp thị sửa chạy lại luôn, cúp đầu xe mình, cúp đầu xe cái bập. Đi nha. năm lít. Mình biết ngay là cái đường này quốc lộ 14 các bạn. Đường này đúng ra thì mấy ổng nói cho chạy 60 thôi. 65 Buôn Mùi, xã Cư Né. Khúc trên kia thì sẽ có một chốt luôn. Một chốt đó hình như là mình thấy có cái nhà luôn các bạn. Hồi nãy mình coi cái hình ảnh của mình, hình như là mình chạy lên tới khoảng 70 vậy. 60 lên 70, 70 bảy mấy á. Mình bị bắn. Bắn ở đây. Khu Crong Bắc hay gì á. Đây quốc lộ 14 nha. 5 lít cho một cuộc tình đó các bạn. Đừng đơn giản đâu. Cái quy trình của nó bắn sẽ ở trong những cái thị trấn. Tại khi nãy mình đi mình cũng hơi chủ quan. Chủ quan thì các bạn biết là trả lại bằng tiền đó. Gì vậy? Ừ. Bắt cho tới giờ luôn làm gì? Thử gài không là sao? Không đi là sao? Ví dụ nó kêu mình đi mà mình không đi thì bị sao? Rồi ok, bây giờ mình sẽ kể lại cái quá trình mà mình bị bắn tốc độ ở đây ha. Thì đây là có lẽ như là cũng lâu lắm rồi mình mới bị bắn tốc độ ở một cái chỗ mà nó xa lạ như vậy. Các bạn biết đó là ở khu đây nè, quốc lộ 14 là nó cũng thường, nó cũng là một cái con đường mà có thể nói là đầy rẫy luôn. Mà mình cũng đã check cho các bạn từ lúc mà trên quốc lộ 14 về tới Con Tum á, thì hầu như là toàn là những cái trạm mà họ chỉ bắn xe lớn thôi. Còn sau khi xuống dưới đây nè, xuống đây là họ sẽ bắn xe nhỏ nè. Xe nhỏ là khu vực ở đây nè nha. Ok, thì bây giờ mình kể lại cái quá trình mà mình bị nha. Tại vì không có hình ảnh, tại vì hình ảnh của mình quay trên cái cam á bị ông xóa rồi. Ông xóa hết clip của mình từ lúc mà mình bị bắt cho đến lúc mà mình làm việc luôn là hầu như là không còn hình ảnh gì nữa hết. Mình chạy ở trong cái thị trấn múc trên kia mà không biết là thị trấn gì. Và ở đây thì cho chạy 60 và khi bị bắn tốc độ á thì người ta cho mình xem hình ảnh qua Zalo các bạn. Xem hình ảnh qua Zalo. 70 mấy cây số trên giờ á, là ở đây cho chạy 60 thì mình chạy khoảng 72, 73 gì đó. Có nghĩa là cái chốt ở trên trước mặt đi, khi mình thấy cái chốt quá khoảng 3 ông cảnh sát ra. Đó, lúc đó là khoảng 3 người cảnh sát ra là đứng là văng chốt luôn. Giơ tay giơ chân nè, nói chung là khoảng 3 người dàn hàng ra trên cái đường các bạn. Xong rồi mình thấy vậy là thấy có vẻ không ổn rồi. Mình mới dừng xe lại các bạn. Mình dừng cái xe lại. Xong rồi mình tấp vô trong lề. Thì chưa đầy một phút luôn là xe của mấy ổng cảnh sát nè, còn thêm hai xe của mấy anh tiếp thị sửa chạy lại luôn, cúp đầu xe cái bụp. Mình thấy là mình cũng hiểu rồi, tại vì mình nãy mình chạy qua khúc bên kia mình cũng có chạy nhanh thật. Họ sẽ bắt đầu là ra giá bạn. Ở cái chỗ cái chốt hồi nãy đó có nhà cửa đàng hoàng luôn, có liều, có ấy rồi dựng lên này kia. Mình không biết là chốt cố định hay là như thế nào. Không biết có anh em nào mà chạy ngang qua cái khu vực đường này mà qua cái chốt đó hay không. Thì mình để cái địa điểm đó cho một số người, một số bạn á, coi check cho mình nha. Nè, giống như là ở đây nữa nè. Trời ơi, hai chốt trên đây rồi. Đó nè, trên đây cho hai chốt trên đây nữa nè.
nè. Đó, sáng giờ mình chạy qua khoảng 4-5 chốt vậy rồi. Thật sự là nếu như các bạn chạy cái đường này á, thì chắc chắn là bạn không chạy nhanh được nè. Từ cái khúc mà Gia Lai, Kon Tum gì đó, các bạn đổ về đây mà các bạn chạy nhanh là các bạn bị dính tốc độ liền. Rồi mình quay lại cái vấn đề mà mình chia sẻ các bạn cái quy trình mà mình bị bắt vô nha. Rồi thì tất nhiên là sau khi mà mình đưa ra hết mọi thứ rồi á, đó, họ chỉ cần lấy cà vẹt xe nè, chứng minh. Không, họ chỉ cần lấy cà vẹt xe, không cần lấy chứng minh luôn. Cà vẹt xe với bằng lái xe, hai cái đó thôi các bạn. Nó nhanh, rất nhanh lẹ luôn. Sau khi đem vô thì vô phía trong các bạn, tất nhiên là cái tổ mà công tác thì sẽ có một vài người đứng ở ngoài, và ở trong á thì là cái ông mà đội trưởng. Thì ông đó vô á, thì ổng sẽ báo giá cho mình, báo giá ngay và luôn là bây giờ vậy 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 đó. Ổng lấy cái biên bản ổng ghi luôn, ổng ghi luôn. Nhưng mà các bạn, cái cách cái ổng ghi cái biên bản nó rất là chậm. Ổng chỉ vô cái bon 4 triệu đó. Rồi cái có một ông, cái ông mà cũng chung tổ, ông ra ông nói là bây giờ ông sẽ tạo điều kiện, đó là mình cũng phải tạo điều kiện cho ổng, là cái clip mà mình quay lại mà mình bị bắt các bạn, thì họ coi họ xóa rồi, và thậm chí là họ kiểm tra điện thoại mình luôn. Thực ra thì con đường này mình chưa đi bao giờ, và mình cũng từng hỏi một vài người thì tất nhiên là họ vẫn nói có, nhưng mình không biết ở chỗ nào. Mình sẽ để cái địa điểm lên cho các bạn biết là ở khu vực đó thường hay có bán tốc độ, và các bạn cẩn thận chạy cho nó chậm chậm lại. Và tất nhiên là nếu các bạn chạy luôn, các bạn có thể là người ta bắt rồi các bạn chạy luôn á, thì ở đó có tiếp thị sữa. Những thằng tiếp thị sữa nó không, nó mặc đồ dân thường thôi, nó có bộ đàm đàng hoàng luôn đó. Và hễ khi mà các bạn có ý định quay đầu xe hay là các bạn chạy luôn á, thì hai thằng này nè nó sẽ dí. Xe của nó thì mình không biết có lực hay không, nhưng mà nếu hai thằng này nó dí, nó kè theo các bạn á, thì nó cũng hơi mệt. Đường ở đây mình thấy là chạy có một vài chỗ giống như ở đây thì không không ngon rồi nè, tại vì chốt quá nhiều. Từ lúc mà mình chạy lên từ thành phố Pleiku mà đổ xuống đây á, hầu như là khoảng 3-4 chốt luôn, 3-4 chốt luôn. Trước khi vào quốc lộ 27 thì các bạn dính một chốt nữa đó. Wow, cái đường này hầu như là công an không các bạn ơi. Mấy bạn nào mà đi cái đường ở đây thì mình nên cẩn thận nha, chứ mình thấy là chốt công an hơi nhiều quá. Và ba chốt rồi, mình beng beng hết ba chốt rồi, bạn thấy không? Nếu mà trung bình một chốt mà các bạn bị dính khoảng 5 lít thì bạn chạy về ấy cũng tầm khoảng mất hơn cả một tỏi mấy. Mấy cái thị trấn đông dân cư các bạn, thì mấy cái thằng mà nó bắn các bạn á, là nó ngồi trong cái chiếc xe 4 chỗ á, rồi nó quay cam quay lại nó bắn thôi. Thì đây là cái clip mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cái đoạn đường quốc lộ 14, và cái đoạn mà kinh khủng nhất ở từ đoạn trên kia. Mình không biết là từ lúc Buôn Ma Thuột và đổ về bên Sài Gòn, nếu như các bạn đi đường quốc lộ 14 nữa thì chắc chắn nó sẽ có, chắc chắn nó sẽ có, vì các bạn hiểu là cái mức độ mật độ dân số họ chạy trên cái đường quốc lộ 14 này cũng nhiều rồi, nên là sẽ có những cái tổ bắn tốc độ thường xuyên. Rồi ok,
Dự định của mình sẽ đến Đà Lạt sớm nhưng mà bị chặn lại 1 tiếng đồng hồ, bị chặn lại 1 tiếng đồng hồ cũng khá là mất thời gian các bạn. Mình mất thời gian là tại vì mình có quay cam, có cam hành trình đó thì nhiều khi cũng khó xin đó bạn. Nếu như các bạn chạy đúng thì không sao, nhưng mà các bạn có cam hành trình đó, khi mà vào mà các bạn nói chuyện đó, thì cũng rất là khó vì họ cũng ABC lắm. Các bạn có chạy qua đường đó thì cố gắng là đừng có như mình nha, đó, tốn cũng mấy lít á, không phải là đơn giản đâu. Nếu như bị tiếp thì mình vẫn sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn về những cái đoạn đường mà có nhiều tổ bắn tốc độ. Thì tất nhiên cái việc mà chia sẻ cho các bạn bắn tốc độ này để cho các bạn chạy chậm lại thôi, mình thấy cũng tốt mà. Nếu mà có thời gian thì các bạn có thể xem lại cái chặng đường hành trình của mình từ Sài Gòn ra Huế. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong những cái vlog lần sau nha.